Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha Hôm nay thì sau cái vụ mà hoa Tết ấy, thì mình tiếp tục mình chia sẻ cho bạn về cái chủ đề rau màu ha Đặc biệt là hôm nay thì quay cho mọi người về cái mô hình là trồng bí đao nha các bạn Thì đây là cái giống bí đao là Taka W01 nha mọi người Ở trên thị trường bán gói 100 hạt là 40 ngàn ha Thì các bạn cũng có thể là các bạn mua về các bạn trồng thử ha Ở đây thì mình đang trồng cái mô hình trồng đất nha các bạn ha Trước đó thì trồng bông vạn thọ mọi người thì mình cũng có trồng song song với cái bí đao và một số loại rau màu khác nữa hôm nay thì chia sẻ cho mọi người về cái kỹ thuật cơ bản để cho những anh em nào mà chuẩn bị trồng thì anh em có thể là tham khảo ha thì trồng bí đao này thì anh em phải là mua cái hạt giống về anh em mà ngâm với cái nước ấm trước sau đó rồi anh em ươm ở trong cái bầu của mình khoảng đâu là 10 ngày rồi anh em có thể là bứng ra anh em trồng ha về khoảng cách trồng thì ở đây thì nếu như là mình trồng bò đất như mình ở đây nè các bạn thì cái mà clip ít clip phải là 5 mét nha các bạn ha còn cái cây cách cây thì phải là từ 4 đến 5 tấc nha các bạn đó thì mọi người cũng có thể là xem trực tiếp được cái mô hình là trồng bí đao ha thì khi mà nó lên được hai lá đại các bạn thì các bạn bứng ra các bạn trồng tức là khoảng đâu là 10 ngày đó và khi mà nó ra được hai cái lá nhám thì anh em bắt đầu là anh em tưới phân tưới phân ở đây thì anh em có thể là tưới phân là cái thằng kích rễ ha với thằng DAB anh em trộn lại với nhau anh em kích rễ cho nó rồi khoảng đâu là một tuần sau nữa thì anh em sẽ tiếp tục là anh em kích rễ với thằng DAB là đúng là là một tuần sau nha anh em ha và đến khi nào mà anh em mà bấm ngọn cho nó thì bấm ngọn ở đây thì anh em đợi nó khoảng đâu là 7 8 lá thì anh em sẽ bấm ngọn cho nó và anh em lấy chèo ha và cái thời điểm này thì anh em sẽ tưới là cái phân là 30 10 10 nha các bạn anh em ngâm cái phân 30 10 10 để anh em tưới nha và đến khi nào mà cái uh, cây bí uh, đao của mình đó uh, các bạn mà nó ra được những cái nụ hoa và những cái uh, trái nhỏ nhỏ các bạn thì anh em sẽ đổi phân. Ở đây anh em sử dụng là cái phân là 20 15 nha các bạn hả? cộng thêm cái uh, ví dụ như là 25 kg uh, phân 15 đi anh em cộng vô khoảng đầu là thêm 2 kg kali nữa. Thì rằng là ở trong cái phân 15 á là nó đã có cái kali rồi nhưng mà anh em phải cần cộng thêm nha thì nó là mới giúp cho cây của mình nó cứng cây nha nha các bạn. Thì đó là cái cách mà tưới phân ở trên cái bí đao này mình muốn chia sẻ cho mọi người. Còn đối với mà cái bí đao này nè thì những cái loại sâu gì mà mình cần xịt sâu thì ở đây thì nó là thuộc dòng lá nhám nha mọi người thì các bạn có thể là sử dụng cái những cái dòng thuốc mà dạng cớm để anh em xịt dạng nước cũng được nhưng mà à, đối với những dạng mà nhũ dầu á thì anh em sử dụng dạng nhũ dầu thấp thôi là được ví dụ như là 75 EC là được ha nhưng mà cao hơn 75 EC là có thể là cây bí đao của mình các bạn là nó bị vàng lá nha mọi người ha thông thường thì à, 1.000 mét vuông thì mình có thể là mình hái ở cái cửa đầu là nó khoảng từ là 400 400 kg nha các bạn ha và những cái cửa sau thì nó sẽ tăng lên từ từ và ở đây thì anh em trồng bò đất thì nó sẽ tiết kiệm được cái cái tiền để mình chi phí để mình bỏ ra nhiều hơn là mình trồng vàng nha mọi người ha ở đây thì mọi người xem ha mô hình bò đất ha. quan trọng là cái khoảng cách trồng của nó thì clip clip là khoảng là 5 mét nha các bạn ha tại vì cho nó thông thoáng nó bò nếu như mà các bạn mà trồng gần quá đi là nó không có quan hợp được là cây bí của mình nó là nó không có ra trái nhiều á ở đây mọi người xem nè đó mà khi mà cái dây bí của mình mà nó ra trái nhỏ như ở trong cái giai đoạn này thì các bạn là nên phòng cái rùi vàng cho nó nha các bạn ha thì có rất là nhiều hình thức để mà phòng rùi vàng ở đây thì các bạn có thể là mua lông não mình các bạn các bạn lấy chai xịt tin đó các bạn cứ 5 mét là cho một gốc ha là được nha cũng rất là đơn giản không có khó đâu hoặc là các bạn có thể sử dụng thuốc alpha cua cool ha nhưng mà cái thuốc alpha cua cool này á thì đối với cái mô hình mà trồng bò đất như mình này thì các bạn xịt uh, được ha còn nếu như mà anh em trồng mà làm vàng á mà có những cái mương á thì anh em không nên dùng đâu tại vì á, cái thuốc alpha cua này á mà khi mà nó chạm nước đi là cá cua thì nó sẽ chết nha nó ảnh hưởng đến cái nguồn nước của mình thì do đó thì các bạn có thể sử dụng những cái dòng thuốc khác như ví dụ như là uh, siêu rùi vàng gì đó nói chung là trên mạng nó có rất là nhiều loại thuốc để mà để các bạn mua ha hoặc là ở ngoài vật tư nông nghiệp cũng có nha nhưng mà trồng bí này đặc biệt là cái khoảng cách trồng nha anh em anh em xem về cái khoảng cách trồng nè nó là từ là bốn hoặc là sáu mươi sáu tấc là mới được nha các bạn nếu như trồng gần quá là nó không có bàn hợp được nó không có trái nhiều đâu với lại cái cách bấm chèo nữa thì khi mà nó ra 7 tấm lá thì anh em sẽ bấm ngọn cho nó và anh em lấy từ 3 chèo hoặc là bốn chèo ha thì cái năng suất thì nó là mới có còn nếu như mà anh em mà bấm chèo mà, mà không biết cách bấm chèo anh em lấy có một hai chèo này nọ đó hoặc là bấm nhiều anh em lấy nhiều chèo quá thì nó cũng không có đạt đâu trái nó sẽ bị cong ha đó nó thiếu dinh dưỡng là nè, cái chế bí của mình là nó sẽ bị cong và ở đây thì cùng các bạn nên lót rơm ha lót lót rơm nó rất là hiệu quả nó sẽ giữ được cái độ ẩm cho bí cũng Rồi khi mà nó ra trái thì trái của mình nó sẽ nằm được trên rơm ha đó đây mọi người xem về cái mô hình nè đó mọi người thấy hay thì các bạn bấm like cho mình một like nha để có động lực để chia sẻ cho bạn nhiều hơn về những cái chủ đề mà làm vườn đặc biệt là rau màu nha các bạn ha gần tết thì mình sẽ tiếp tục mình làm về hoa tết đặc biệt là bông dạng thọ nha đó các bạn xem nè quay chữa trời nhắn bên kia cũng còn một số bụi dạng thọ nữa để năm nay bán nó cũng ra hết đấy các bạn còn một số luôn đó ở đây mọi người xem về khoảng cách trồng á nó rất là ok luôn rồi thì các bạn mà có câu hỏi gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình thì rảnh mình sẽ trả lời hết cho các bạn ha thì trồng bí này thì nó cơ bản thì nó cũng dễ quan trọng là cách tưới phân cũng như là cách ươm cách trồng và cách chọn giống nha mọi người thì mọi người có thể chọn giống như mình là giống Ataka W01 nha mọi người ha. Thị trường bán gói trăm hạt chỉ có có 40 000 thôi nha mọi người ha. Đó. Rồi thì video ngày hôm nay chia sẻ nhanh cho các bạn vậy ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình. Rồi mình xin được là mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình ha.